mọi người, bây giờ em sẽ chuẩn bị cái bữa tối. Lúc nãy em đi chuẩn bị sản phẩm này, mọi người có thể thấy ở đây đây này. Có thịt, bây giờ em sẽ dùng thịt, cái này là thịt lợn gắp bếp này, còn cái củ chuối đây các bạn, củ chuối nãy em mới đi đào về đây. Đó. Hai cái hoa chuối nữa, hoa chuối hay gọi là hoa súng các bạn, hoa súng hoa chuối đó, một cái đoạn cây chuối này đó, đoạn cây chuối. Tiến hành bổ cái này nhỏ lại, bổ thành sợi bạn. Đây em đã bổ được một đống này bạn này, chồng xếp lên nhau này. Bây giờ thì em sẽ thái nó thành sợi ra. Đó, em đã thái xong rồi các bạn. Thái xong. Vì là cái này là cái củ nó nên hơi cứng thì chắc em chỉ nấu canh thôi mọi người, nấu canh thôi, không biết là nó có ăn được hay không nữa. Đây là cái hoa chuối này, thì em sẽ thái hoa chuối nhé. Thái nhỏ ra, thái lát mỏng, sau lát thì chúng ta vắt nó mới ra nước được. Thái lát nhỏ. Để em sẽ làm cái chuối này. Cái chuối em sẽ chặt ra và lấy cái lõi nó non ở bên trong này các bạn. Đấy, bọc lớp này đi các bạn. Bọc hết cái lớp già bên ngoài này đi. Lấy cái lõi non ở bên trong thôi. Đó các bạn thấy chưa? Em bóc xong cái lõi này. Đấy. Thì em sẽ chặt hai cái đầu này đi. Đây em đã thái lát xong này bạn này. Nó có rất là đẹp luôn. Đây là cái đống hoa chuối mới thái xong này. Em cho luôn cái vào. Bây giờ chúng ta trộn đều lên nhá. Trộn đều lên. Trộn đều lên rồi cho lạt vào và chúng ta quậy thử. Ở đây là cái miếng thịt treo gác bếp này, có rất là nhiều mỡ này, mỡ nhiều lắm. Em sẽ thái ra, lấy cái lớp bì bên ngoài để em lụt và lăn nó thái mỏng, thái lát mỏng để làm cái món nộm hoa chuối. Đây bạn, em mới thái xong này, đây là cái lớp bì của cái. Chờ đợi em luộc cái bì lợn thì em sẽ làm luôn cái này. Đó, là cho muối vào đây để mình vắt cái nước chát ở trong này ra. Cái nước chát ở trong cái chuối, cái hoa chuối này ra để lăn ăn nó sẽ ngon hơn, nó sẽ không bị chát. Đó. Thế bạn em sẽ dùng một ít muối. Đây. Vắt cho nó khô luôn bạn ạ. Vắt mạnh nào. Chúng ta vắt khi nào cảm thấy chỗ tay nó mềm mềm ấy thì nó mới ngon.
đã bắt nó xong này bạn, nó không còn những cái sợi nữa mà nó đã thành bột hết rồi đó. Cái lõi chuối nó không còn nữa, đây là nó nát hết rồi, nát bét. Giờ em sẽ đợi cái tấm bì lợi thì chín nó lại, em thái màu ra rồi cho một tí lạc vào nữa, đập ra nhỏ thì lạc để trộn vào cho gia vị vào, nó là tuyệt vời các bạn. Một cái đống lạc này mình chưa bốc thì em sẽ tiến hành bốc ít ra thôi, còn nửa bát các bạn, bốc một nửa bát để mình chiên gian nó giòn, rồi giã nhỏ thành bột trộn với lại cái nộm này này, trộn với lại cái này thì rất là ngon. Khá là tối các bạn, thì bếp ga này em nó tính bên trong góc nhà mà hơi tối một chút. Canh luôn. Đây là củ chuối này các bạn này. Nhìn trông khá là hấp dẫn. Ok, sau một hồi làm khá là lâu thì bây giờ cũng đã hoàn thành mọi người. Bây giờ em sẽ bày mâm để thưởng thức cái món đặc sản tối nay xem nó như thế nào. Xem cái bữa cơm đặc sản đây mà tối nay nhá. Đây này, đây thì bữa cơm em chỉ ăn tối nay. Đây là cái món em làm bằng cái hoa chuối đó, hoa chuối với lại cái lõi chuối, đây gọi là cái nộm bằng chuối và nộm chuối, còn đây là măng đắng. Mời mọi người cùng
Đây có mẹ em với lại à thằng cò nhà anh em này. Đây cái canh canh củ chuối bạn. Bạn xem đây canh củ chuối này. Chả cơm luôn. Thấy em thử một miếng ký củ chuối này xem nó như thế nào. Nó có dai không nữa. Em luộc khá là lâu. Đây là củ chuối nhá, em sẽ thử xem nó có cứng không. Có còn sợi sợi như lúc nãy em đi lấy về không. Ồ. Ăn được luôn đó mọi người, ăn được luôn này. Nó không còn sợi nữa. Đấy, sợi nhưng mà nó vẫn làm rất là mềm. Đấy. Đây này. Em thái từng sợi nhỏ nhỏ này. Nó mềm lắm, nó không còn cứng như lúc còn sống nữa. Đấy. Khá là ngon luôn. Cái này mà đi trong rừng mà không có gì ăn, chúng ta có thể đi đào cái củ này về để ăn cũng được. Ăn để chống đói được mọi người. Thì em nuốt luôn này. Rất là ngon luôn. Đấy, thật sự em không nghĩ rằng là cái củ này là mình có thể nuốt được các bạn. Tại vì lúc sống em, lúc em mới đi chặt ấy thì em nhìn nó có cái sợi sợi như kiểu sợi tơ ấy, rất là nhiều. Nhưng khi mình nấu ra nó không còn nữa. Đấy, nó rất là có kiểu cảm giác như kiểu nó rất là mềm luôn. Nó không còn cái sợi sợi kia. Đấy. Các bạn thấy em bẻ nó rất là đấy. Kể cả nó có sợi này nhưng mà mình ăn nó rất là khó. Nó rất là dễ ăn. Đấy. Hôm nay bữa cơm gia đình chỉ có thế này thôi. Cuộc sống ở trên miền núi này thì mùa này là không có rau nên là ăn tạm này các bạn ạ. Đấy, không có rau, các bạn thấy cái bữa cơm nhà em không có rau luôn này. Không có canh rau các bạn này, chỉ có mỗi cái món củ chuối này làm canh thôi các bạn. Đó. Em chia sẻ thật với lại cái hoàn cảnh gia đình nhà em luôn mọi người. Chứ em không phải là em đi bốc phét ở đâu về đâu mọi người ạ. Thật ra hôm nay đi làm thì cũng không có rau nên là em đành phải làm thế này để có cái canh chả cơm mà ăn. Ăn với lại măng đắng này. Măng đắng thì mình không thể làm canh được các bạn. Măng đắng mà làm canh thì nó rất là đắng, không thể chả cơm. Còn thịt treo gác bếp này thì mình không thể ăn nguyên cái thịt này mà không có canh các bạn. Đó. Thì món nộm ngày hôm nay thì rất là ngon. Ok các bạn, nếu mọi người thấy video em hay thì đừng quên chia sẻ, like, share và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của em mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của em. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những cái video tiếp theo nhé. Bye bye.